còn chưa kịp suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, thì nam chính của chúng ta đã nhận thấy rằng các đặc vụ CIA đang đi về phía mình. Grace lúc này lợi dụng sơ hở mà đã một lần nữa trộm luôn cả hai mảnh chìa khóa của anh rồi rời đi. Phen này đúng là kẻ các gặp bà già. Cảm thấy tình hình ở đây không ổn, Ethan lập tức ra lệnh cho các đồng đội của mình hủy bỏ nhiệm vụ. Còn mình thì bắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi mấy ông đặc vụ bám dai như điển này. Grace tưởng thế là ngon ăn rồi, nhưng sau đó lại bị cảnh sát bắt lại. Ông thanh tra nói rằng có người đã gọi điện tố cáo với bên an ninh rằng cô là một kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vậy nên họ đã giữ Grace ở lại để điều tra. Trong lúc đang thẩm vấn thì bên cảnh sát nhận được điện thoại báo rằng luật sư của cô nàng này đang ở đây, vậy nên sau đó họ đã phải dẫn Grace đi gặp luật sư của mình. Và người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là nam chính của chúng ta. Thì ra Ethan là người gọi điện tố giác với bên an ninh để bắt cô nàng lươn lẹo này lại, sau đó đóng giả làm luật sư để gặp được cô. Grace lúc này nói rằng mình là một đạo trích đơn độc, vừa tuần trước khi đang lang thang trà đá thuốc lào thì nhận được một nhiệm vụ từ người bí ẩn. Nội dung là bám theo Ethan và trông mảnh chìa khóa mà anh đang giữ. Ngoài ra, vào tối ngày mai sẽ đưa nó đến giao cho người thuê lại buổi tiệc ở Venice để nhận tiền công. Mấy ông đặc vụ CIA đánh hơi được thông tin nên cũng đã lập tức đến đồn cảnh sát để tìm người. Thế nhưng khi đến nơi thì lại chậm mất một bước. Trên đường dẫn Grace ra ngoài thì cô nàng lại dở trò, hét toáng lên với đám đông rằng Ethan sàm sỡ mình. Sau đó nhân cơ hội mà bỏ trốn. Cô chạy ra ngoài và trông một con xe của cảnh sát rồi phóng đi, nhưng có vẻ như chưa có bằng lái xe hay sao mà hết đụng chỗ này đến đâm chỗ kia. Vừa ra đến đường lớn thì bị một chiếc xe khác tông cho xoay mòng mòng. Những người trên chiếc xe kia bước xuống định bắt Grace đi, nhưng may mà Ethan đã đến kịp thời và hạ gục chúng. Vừa dắt được cô nàng ra bên ngoài thì mấy ông đặc vụ cũng xuất hiện và chĩa súng vào anh. Chưa hết, bên cảnh sát cũng đã điều một đội đặc nhiệm đến để bao vây nam chính của chúng ta. Bất ngờ lúc này một nữ sát thủ tóc trắng xuất hiện và hạ gục được đội cảnh sát, sau đó nã đạn ầm ầm về phía mấy ông đặc vụ. Grace một lần nữa định đánh bài chuồn thì không ngờ rằng Ethan đã rút kinh nghiệm từ những lần trước mà còng tay hai người lại với nhau. Thế này thì có mà chạy đàng trời. Cả hai lấy cửa một chiếc ô tô rồi phóng ra khỏi đó. Cô nàng sát thủ kia cũng lập tức lên xe để truy đuổi họ. Không những thế, cả cảnh sát và mấy ông CIA cũng tập trung mà dí theo. Ethan và Grace phải rất cố gắng thì mới có thể lạng lách đánh võng, tạm thời cắt đuôi được ba thế lực đang bám theo sau. Ethan rút điện thoại ra và tìm một chiếc xe ô tô mới. Tưởng siêu xe xịn sò thế nào chứ ai ngờ lại là một con xe giống như xe của Mr. Bean. Thôi thì méo mó có hơn không, họ đành phải dùng nó để tiếp tục chạy trốn. Chạy chán chê thì cuối cùng họ cũng lâm vào đường cùng, bị chặn cả hai đầu. Ethan đánh liều cả số người rồi đạp mạnh ga. Vào lúc sắp tông vào xe của sát thủ thì có một pha bẻ lái từ cách. Anh chạy một mạch vào đường hầm nhỏ dẫn tới ga tàu điện ngầm. Nhưng phanh không kịp nên cả xe lẫn người bay xuống nằm chắn giữa đường ray. Grace thì đã thoát ra và khóa Ethan vào với vô lăng từ lúc nào. Sau đó chuẩn đi bỏ mặc nam chính của chúng ta ở lại. Đã thế còn đúng lúc tàu điện ngầm đang chạy tới nữa chứ. May nhờ hào quang nhân vật chính mà Ethan có thể bình an vô sự thoát ra được. Ra đến ngoài đường lớn thì anh đã được những đồng đội của mình đóng lên xe và đi về nơi trú ẩn. Sau một hồi bàn bạc, họ biết rằng tối nay Grace